Chào mừng các bạn đến với chương trình chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng chào đón đội Tứ Quý. Các thành viên là những người bạn có chung sở thích được đi du lịch, shopping và chơi bowling. Các đội thường tập hợp với nhau để tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Và đội Tam Sắc, những đồng nghiệp có chung khả năng nổi bật là 8, 8 ở mọi lĩnh vực, xã hội, kinh doanh, ẩm thực. Cả đội là những người truyền thông tin nhanh nhất và chính xác. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hôm nay trước khi chúng ta theo dõi 4 vòng thi đấu giữa đội Tứ Quý và đội Tam Sắc để chúng ta biết được đội nào sẽ là đội bước vào vòng đặc biệt. Xin mời quý vị và các bạn dành ít phút để chúng ta làm quen với từng đội. Chào đội Tứ Quý. Chào anh. À, đội trưởng thay mặt đội giới thiệu cho khán giả biết. Đội Tứ Quý xin kính chào quý vị khán giả. Đội Tứ Quý chúng tôi gồm hai quý nam, hai quý nữ. Tôi là Phương Uyên, là đội trưởng của nhóm. Sở thích của tôi là đi du lịch. Quý nam tiếp theo ạ. Tôi là Nam. Sở thích của tôi là đọc sách và chơi game online. Còn đây là quý cô thứ ba. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi tên là Minh Châu. Sở thích của tôi là được người khác dẫn đi ăn, mua vé số, trúng số và chiến thắng trong cuộc thi chung sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là quý nam cuối cùng của đội. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Minh Tuấn. Tôi có hai niềm đam mê rất lớn, đó là kinh doanh và nuôi các loại vật nuôi cưng. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ kết hợp được hai cái niềm đam mê lớn của tôi lại với nhau. Bởi vậy chúng tôi là nhóm Tứ Quý vì chúng tôi là những người bạn thân quý mến nhau, cùng học chung, làm chung, chơi chung, làm chung. Và hôm nay lại được cùng nhau thử sức trong chương trình chung sức. Chúc các bạn ghi được rất nhiều điểm và sau đây chúng ta làm quen với đội Tam Sắc. Chào các bạn. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Hoàng Anh. Tôi là đội trưởng của đội Tam Sắc. Thì nghề nghiệp chính của tôi chính là quản lý 8 và đây là thành viên bên cạnh của tôi. Tôi tên là Tiểu Trâm, nghề nghiệp của tôi là trợ lý 8, còn đây là thành viên tiếp theo của đội chúng tôi. Tôi tên là Uyên Thảo, nghề nghiệp của tôi là thư ký 8 và thành viên cuối cùng của đội chúng tôi là... Tôi tên Thanh Tuấn, nghề nghiệp của tôi là đối ngoại 8. Một ít phút để giới thiệu với quý vị về tên của đội chúng tôi là đội Tam Sắc. Bên kia là Tứ Quý. Bên này là Tam Bên Sắc. Bên này là Tam Sắc mà xong Tứ Sắc luôn. Nó có lý do một chút xíu, tại vì sao đội chúng tôi ra là đội của Tam Sắc? Là bởi vì chúng tôi, nghề nghiệp của chúng tôi đều có liên quan đến 8. Cái công việc thứ hai nó là sở thích của chúng tôi là 8. Và điều quan trọng nhất đó là gì? Năng khiếu của chúng tôi là 8. Vì vậy, chúng tôi đến đây để 8 vui với các bạn. Tôi xin chúc cho các anh 8 chị 8 của đội Tam Sắc của chúng ta sẽ ghi được nhiều điểm trong trò chơi hôm nay. Sau đây là vòng thứ nhất của trò chơi chung sức. Các bạn đừng quên rằng giá trị của mỗi điểm của chương trình chúng ta là 10.000 đồng. Xin mời hai đội trưởng vòng 1 bắt đầu. Chúc các bạn may mắn. Vòng 1 có hai câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này chúng tôi đã hỏi 100 người và có 8 câu trả lời được nhiều người đồng tình đang nằm trên bảng điểm. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng giành quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Nhà bạn có tủ thuốc gia đình không? Có không? Có. Nhà nào mà chẳng có phải không? Có. Những nhà nào mà gia đình cẩn thận, chu đáo, lo xa thì bao giờ là cũng phải có một tủ thuốc gia đình. Thế theo bạn, trong tủ thuốc gia đình cần có những cái gì? Bạn. Thuốc cảm. Thuốc cảm. Mời hai bạn trở về vị trí. Quyền ưu tiên đã thuộc về đội Tứ Quý. Theo bạn thì trong tủ thuốc gia đình cần có gì? Theo tôi trong tủ thuốc gia đình cần phải có bông gòn. Bông gòn. Còn gì nữa bạn? Bạn nghĩ rằng trong tủ thuốc gia đình cần có những thứ gì? Trong tủ thuốc gia đình sẽ có cao dán. Cao dán. Còn gì nữa bạn? Bạn nghĩ là băng keo cá nhân. Băng keo cá nhân. Mời đội trưởng, trong tủ thuốc gia đình bạn nghĩ là cần phải có những thứ gì? Dầu xoa bóp các loại. Dầu xoa bóp. Mời
Nam sắc hội ý. Bạn Nam cần có gì vậy? Theo em đó là thuốc đỏ. Cần có thuốc đỏ. Thôi đôi tam sắc. Trong tiểu thuốc gia đình mà nghĩ rằng cần có những cái gì? Đội trưởng đã thống nhất ý kiến được chưa? Dạ đã thống nhất rồi. Chuẩn bị trả lời nhé. Ý kiến riêng của bạn là gì? Thưa anh em nghĩ là thuốc đỏ. Thuốc đỏ, bạn? Dầu xanh. Dầu xanh, còn bạn? Kéo. Kéo. Đội trưởng, oxy ý kiến mà bạn đã thống nhất đó là? Oxy già. Oxy già và các bạn. Oxy già. Oxy già. Oxy già. Oxy già. Oxy già. Oxy già. Yeah. Các bạn đang ghi được 59 điểm. Và các đáp án còn lại trên bảng. Xin mời quý vị và đội tứ quý chúng ta cùng xem đáp án thứ hai. 4 6 và 8. Chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai của vòng 1. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người và có 8 đáp án. Đó là 8 câu trả lời của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án mới chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng giành quyền ưu tiên cho đội mình. Bạn thường thấy gì ở góc học tập của con em mình? Mời bạn. Bút bi. Bút bi. Cô bạn. Sách vở. Sách vở. Hay lắm. Mời hai bạn trở về vị trí. Cố lên nào tam sắc. Bạn thấy gì ở góc học tập của con em mình? Bạn thường thấy gì? Biết gì? Thấy viết chi. Bút chi. Bạn thì thấy gì ở góc học tập của các em mình? Cặp. Thấy cặp. Đội tứ quý được quyền hội ý. Đội trưởng, đèn học. Đèn học trên bàn học, trên góc học tập của đèn. Đèn học. Mời bạn. Đèn sách vở. Kệ đựng sách vở. Của con em chúng ta thì có cái gì mà chúng ta thường thấy? Bạn nói đó là kệ sách vở. Thôi đội tứ quý. Chào các bạn. Đội trưởng đã thỏa thuận được, đã thống nhất được ý kiến để trả lời chưa? Rồi. Ý kiến gì của bạn vừa rồi? Bạn nói gì đấy? Em nghĩ là các học sinh tiểu học thường hay có kéo để làm thủ công à. Kéo. Ở góc phòng tập của con em mình bạn thường thấy gì? Em thấy thước kẻ. Còn bạn thì bạn vừa rồi bạn trao đổi ý kiến gì? Hộp đựng bút. Hộp đựng bút. Đội trưởng thì nói sao? Em thì nghĩ là có thời khóa biểu. Thời khóa biểu. Và các bạn chọn đáp án nào? Bạn đã nói là đã chọn được đáp án rồi thì bạn nói đi. Dạ hộp bút ạ. Hộp bút. Đội tứ quý đã chọn đáp án cho mình là hộp bút và chúng ta xem điểm ở trên bảng sẽ thuộc về đội nào. 4, 5, 6, 7, 8 có hộp bút không? Không có. Và 68 điểm của đội tam sắc. Bạn nói lại xem, hồi nãy bạn trao đổi gì với đồng đội mình? Em nghĩ là thỏa thuận của nhóm. Hồi nãy bạn nói là kéo. Kéo. Đáp án thứ tư có phải kéo không? Không phải. Vừa rồi bạn nói đáp án gì? Thứ kẻ. Thứ kẻ hả? Đáp án thứ năm. Còn đúng luôn. Hồi nãy bạn trao đổi với đội của mình là ý kiến gì? Hồi nãy hộp bút. Hộp bút. Sáu có phải hộp bút không? Bình hoa. Ý kiến riêng của đội trưởng hồi nãy là gì? Thời khóa biểu à. Thời khóa biểu hả? Bảy có phải thời khóa biểu không? Wow. Tất cả các ý kiến của bạn khi thảo luận là không có cái nào dính ở trên bảng hết trơn. Và đáp án cuối cùng là đáp án thứ 8. Điện thoại. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ nhất, đội tứ quý chưa ghi được điểm và tam sắc đã có 127 điểm. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ hai của trò chơi chung sức với thành viên thứ ba của hải đội đã bắt đầu. Xin mời. Chúc cả hai may mắn.
Ở vòng này thì chỉ có một câu hỏi thôi, và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 8 đáp án đang trên bảng, đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và tôi phải thông báo liên tục là để các bạn nhớ rằng đây là ý kiến của nhiều người. Đây là ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Mời hai bạn. Các bạn thường nghe ta nói mà cái mặt người nào đó mà nó vì lý do gì đó xúc động của nó mắc cỡ quá, đỏ như gắt, đỏ như gắt, thành ngữ đỏ như gắt, thí dụ như thế, tương tự như vậy. Bà hãy tìm các thành ngữ tương tự để chỉ màu sắc. Xanh như tàu lá. Hay lắm, mời hai bạn trở về vị trí. Bạn nghe cái thành ngữ là đỏ như gất là cái gì? Cái gì đỏ, tao nói đỏ như gất. Mặt đỏ như gất hay là cái gì màu đỏ đỏ, tao nói đỏ như gất. Thế thì bạn hãy tìm một thành ngữ chỉ màu sắc tương tự như thế. À, ví dụ như là xanh như tàu lá, còn cái gì nữa? Bạn mất quyền trả lời, mời đọc chữ. À, câu trả lời của em là đen như mực. Đen như mực, đen như mực. Đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Mời bạn vàng như nghệ. Một thành ngữ chỉ màu sắc, vàng như nghệ. Đúng quá rồi, còn gì nữa, mời bạn. Mời Thảo. Một thành ngữ để chỉ màu sắc tương tự như đỏ như gất. Đỏ. Trắng như ma. Trắng như ma. Sợ quá. Tôi nghe thành ngữ này tôi cũng phát rung lên như vậy. Trắng như ma. Đội tứ quý được quyền hội ý. Mời bạn Thanh Tuấn, bạn hãy cho mọi người biết một thành ngữ để chỉ màu sắc tương tự như là đỏ như gất kia. À, trắng như bông bưởi. Trắng như bông bưởi. Đó. Câu này mới là bà con nghe mới là thấy thú vị, thấy dễ thương nè. Trắng như ma thì sợ quá. Trắng như bông bưởi. Mời đội tứ quý. Các bạn đã có đáp án chưa? Đáp án rồi, chắc chưa? Chắc có không? Chuẩn bị nha. Đáp án riêng của bạn là gì? Em nghĩ là đen như mung. Đen như mung, còn bạn? Trắng như vôi. Trắng như vôi, bạn? Bạc như vôi. Bạc như vôi, thành ngữ chỉ màu sắc. Đáp án đâu nào, bảo trưởng? Đội trưởng? Trắng như tuyết ạ. Trắng như tuyết, đó là đáp án của đội các bạn. Đội tứ quý trả lời là thành ngữ trắng như tuyết. Và chúng ta xem với đáp án này, số điểm trên bảng sẽ thuộc về ai? Trắng như tuyết. Hay lắm, 54 điểm đã thuộc về đội tứ quý. Và sau đây chúng ta xem các đáp án còn lại trên bảng đó là gì. Đáp án thứ hai bạn nghĩ rằng đó là bạc như vôi. Đáp án thứ hai đỏ như son. Bạn đoán thử xem đáp án thứ năm là gì. Bạn đáp án thứ năm đen như than. Đáp án thứ sáu là gì bạn Thanh Tuấn? Không nghĩ ra. Không nghĩ ra. Đáp án thứ sáu bạc như vôi. Bây giờ mới là đáp án đó này. Và cuối cùng là, cuối cùng là, là gì? Không biết. Đáp án thứ tám đỏ như máu. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ hai đội tứ quý 54 điểm và dẫn trước là Tam Sắc 127 điểm. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ 3 của trò chơi chung sức với thành viên thứ 4 của hai đội bắt đầu. Xin mời hai bạn. Chúc may mắn. Ở vòng này vẫn chỉ có một câu hỏi, và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án mới chính là số người đồng tình với nó. Nhưng đặc biệt, đây là vòng thi có số điểm nhân 2.
điểm của nó sẽ được tăng đôi lên nếu các bạn trả lời đúng. Sẵn sàng nha. Bạn rành dây điện không? À, cũng không được rành lắm. Được rành lắm. Bạn thì sao? Dạ cũng không rành lắm, nghĩa là mó tới điện là thua. Có thể bị điện giật, dễ bị điện giật không? Đó, hai bạn trả lời thử câu hỏi này xem nhé. Theo bạn, thiết bị điện hoặc thiết bị sử dụng điện nào trong nhà dễ bị hư hỏng nhất? Đèn. Cái đèn. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng đồ điện ở trong nhà, thiết bị điện trong nhà, cái gì bạn thấy cái gì dễ bị hư? Bàn ủi. Bàn ủi. Còn gì đây bạn? Bắt tay, bắt kẹt. Con chuột tắt te gắn con trong chuột, cái kích đèn. Con chuột đèn. Con chuột đèn. Bạn đừng ngạc nhiên. Đây là chuyện thường tình của trò chơi chung sức. Mời bạn. Em nghĩ đó là quạt à. Quạt. Hay quá. Em nghĩ là máy lạnh rồi. Máy lạnh. Máy lạnh. Hơi đổi tâm sắc hồi ý. Máy vi tính ạ. Máy vi tính. Rồi, đổi tâm sách. Chuẩn bị câu trả lời cho đồng chí bạn. Ý kiến riêng của bạn là gì? Thêm là TV ạ. Bạn? Nồi cơm điện. Bạn? Đầu máy. Bạn có trả lời cuối cùng của đội là nồi cơm điện. Câu trả lời cuối cùng của đội là nồi cơm điện. Nồi cơm điện. Đó là ý kiến của bạn đó hả? Học của cả nhóm luôn. Cả nhóm luôn hả? 3, 4, 5 có cái nồi cơm điện không? Có. Yeah. Chúc mừng các bạn ghi được 172 điểm trong câu hỏi này. Và đáp án thứ 4 và đáp án thứ 5 là gì? Mời tội tứ quý đáp cho Duyên. Đáp án thứ 4 là gì? Là TV ạ. Đáp án thứ 4 có phải TV không? Mời bạn đón thử xem đáp án thứ 5 là gì? Máy bơm nước. Máy bơm nước. Đáp án thứ 5 có phải máy bơm nước không? Cắm điện, các bạn đều đoán sai. Và như vậy sau vòng thứ 3, đội tứ quý vẫn 54 điểm cũ và tam sách đã có đến 299 điểm. Chúc mừng các bạn.